Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh em ha. Rồi nay lên tiếp bán cho anh em một cái máy phát điện cho anh em ha. Rồi cái máy Honda và một con Denso thanh lý nha. Thanh lý cho anh em ha. Rồi con Honda anh em bao hơi lửa ha. Con này bao hơi lửa ha. Con này Honda ký 2 anh em. Con này bán cho anh em 1 triệu 1 ký 2 bán em 1.9 triệu nha. 1.9 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Ký 2 1.9 triệu nha anh em. Ký 2 1.9 triệu đây. Ngoại hình khá đẹp liền lạc nha. Đó, rồi con Denso bán như hình, thiếu nắp xăng. Được, vậy cho anh em mình chế cháo bao hơi lửa cho anh em. Củ phát thì có sao bán vậy nha. Rồi, bán cho anh em con này 1.800.000 luôn, bao hơi lửa anh em ha. Bao hơi thật luôn anh em, con Denso con này mấy ký ta? Con này 2.3 luôn nha anh em, 1.800.000 nha, 1.800.000. Như hình ha, bao hơi lửa, không có nắp dầu nha, không có nắp anh em. Mắt nắp nha. Rồi, kết thúc clip nha.